Xin chào cả nhà buổi sáng nha. Sáng sớm Lan chuẩn bị đi lại khâu, đặng mua một mớ đồ ăn, giống như đồ ăn giặt đồ vậy đó bà con. Mấy cái loại mà thịt đồ này kia kia nọ, đồ mà mình để mình ăn chơi á, uống rượu đỏ đồ với trái cây rau cải. Mời bà con chút xíu nữa đi shop với Lan nha, ngay chỗ khâu. Mà tại vì trong đó nó có nhạc á, thì nửa Lan là quay phim xong chắc Lan phải lồng tiếng á bà con. Tại mình để tiếng thì nó xâm phạm bản quyền ta, nên chắc ngồi Lan lồng tiếng. Lan mua cái gì ngồi Lan lồng tiếng. Mời bà con đi chợ với Lan buổi sáng nha. Sáng sớm ông trời sắp sửa mưa lớn rồi bà con ơi. Mưa hình như 2-3 bữa đó mà mưa lớn dữ lắm đó. Mời cả nhà đi chợ với Lan. Mời cả nhà. Lan chào cả nhà buổi sáng nha. Wow, bước vô gặp bán xoài ngon quá bà con ơi. Một trái có 1 đồng 80 sen thôi đó. Lan mua 2 trái nha. Mango cái này ở trên Darwin đem về nè. Người Việt mình trồng xoài nhiều lắm bà con. Lan mua 2 trái. Còn bên đây là trái bơ nha. 1 trái thì 1,5 đồng, 3 trái thì 4 đồng. Mình như mua 3 trái để cho rẻ được 50 sen. Còn bên đây bơm bà con ơi, 3 đồng 1 ký thôi, rất rẻ nha. Apple bơm này chua chua ngọt ngọt, ăn với muối ớt ngon lắm, rất là ngon nha. Còn bên đây cam thì hình như Lan cũng không hảo gì mấy nên Lan không mua nha. Bên đây có bán thêm một cái loại xoài khác nè. 1 trái thì 2,5 đồng. Loại này nó hơi đặc biệt hơn chút xíu nên nó bán mắc hơn đó. Nhưng Lan mua bên kia rồi, bên kia trái bự hơn mà có 1,8 đồng thôi. Đây là dưa lưới nha bà con, gót melon. Lan mua 1 trái có 2,5 đồng thôi, rất rẻ. Wow, cà chua tươi ngon quá nhưng Lan không có mua nha. Wow, trái avocado là trái mận Hà Nội gì đó bà con, mà mùa này mắc quá, 14 đồng 1 ký là. Wow, mắc tiền quá, 14 đồng 90 sen chứ còn nói thiếu nữa. Còn bên đây đào long thì 4-5 đồng thôi. Đào long, đào chọc, trái lê, nhiều loại lê lắm nha bà con, 3 loại lê. Còn ở đây là loại bơm, mà bơm nó có tên nha. Cái này là bơm phu trì, nó không có chua. Anh Liêm thích ăn loại bơm này. Đây nguyên một sạp bơm nữa nha bà con. Đây là loại Pink Lady. Mình mua thì mình phải nhớ cái tên đó chút xíu, ra mình bấm vô máy á, mình biết cái loại nào. Tại nó tới 10 mấy loại bơm lận bà con ơi, nhiều lắm. Mình phải trả cho đúng giá. Còn bên đây trái thơm, trái đu đủ. Hình như người ta bán đủ thứ á bà con ơi. Đu đủ 2 trái hình như 7 đồng nữa nè. Đó, bán đủ hết á. Nói chung ở Úc không có thiếu cái gì á. Tại đầu trên nước Úc người ta đợi gửi xuống á bà con. Đó, trái lụ, có bán lụ nữa nè, đó. Cái siêu thị này gần nhà Lan rất là bự nha bà con, lớn lắm. Cho nên Lan chỉ quay sơ cho bà con coi Lan đi mua đồ tới đâu thì Lan quay tới đó thôi. Cái khúc nào không có mua thì Lan không có quay nha. Lan đang đi tới cái nhà ngoại hàng bán thịt đun khói. Bữa nay Lan tới Lan mua cái hot salami. Là cái thịt giống như là nó làm mà có ớt đồn chổng ngon bà con, cái sắc mỏng mỏng mình để mình cặp với bánh mì nó đang sale còn 26 đồng ký đó. Cái giấy màu vàng là nó đang sale nha bà con, còn cái giấy trắng thì giá bình thường. Còn phía bên đây nè, nó bán rất nhiều loại xúc xích nha. Ở trong nó có chi, ở trong nó không có chi, mình luộc hoặc mình chiên cũng ngon lắm. Còn ở phía trên nó là thấy nó có bán xúc xích huyết với xúc xích chi mà cái cọng lớn. Còn bên đây là nó bán thịt bacon. Bên đây nữa là nó bán nhiều loại giống như khô mai mà nó làm cho mình trộn với salad á, với salad trộn sẵn. Lan đi dài tới đây nha. Dài tới đây nó bán nhiều cái loại thịt hem á bà con. Nó làm hem bò, hem heo. Ở chỗ ngoài bán salad nó có bán con bạch tuộc bà con, nó ngâm giấm 40 đồng ký để Lan mua một hộp nha. Mỗi khi đi shop Lan nói ô vô đây Lan mua vài món thôi, cốt cuộc bây giờ mua nhiều quá trời rồi. Bây giờ đẩy xe đi lại chỗ khác mua nữa nha bà con. Đi tiếp, mời bà con đi với Lan tiếp tục nha. Còn cái dãy này đi dài vô trong là bán bánh mì hai bên, bánh ngọt đủ thứ nha. Bây giờ Lan đi mua bánh mì sandwich về để dành ở nhà ăn. Ở đây bánh mì sandwich ở đây nè bà con. Đó, để Lan lấy một bọc nha, mua đem về nhà để dành ăn. Rồi tiếp tục đi nữa coi có chỗ nào sale đồ gì không nha bà con. Đi tới nữa với Lan nha. Đi dài ra phía trước nữa nè, nó lớn lắm bà con ơi, rất nhiều đồ mà hình như vắng người không có ai hết. Lan quẹo qua dãy cà phê nha. Wow, cà phê nó đang sale nha bà con, nhưng cà phê nó có số nha. Thí dụ đây là số 8 nè, thường thường số 8, số 5 có nữa.
Số 10, con này Lan uống số 10 nè, cho nó mạnh chút xíu nha bà con. Đó, số 10. Một hộp đó sale 8 đồng còn 16 đồng thôi, Lan lấy một cái nha. Cà phê nó cũng có rất nhiều hiệu khác nhau hết nha bà con. Lan uống cái hiệu đó, thường thì Lan mua ngay cái hiệu cũ. Nhiều người thì người ta uống hiệu khác nữa. Bây giờ Lan đi dài tới nha. Bên đây là bán giống như cốm, mấy đồ ăn cho mấy đứa nít á. Còn mép bên tay trái Lan thì bán trà. Nguyên cái dãy này là trà không, đủ loại á, trà trái cây, trà trà nước này nước kia rồi đủ hết á, nhiều loại lắm bà con. Đây đang sale hấp ra, cái nào sale thì mình cứ nhào vô mình mua đi. Đó, đang sale nửa giá nha, bán lẻ là 7 đồng 50 sen, sale còn 3 đồng mà, 3 đồng 25 sen thôi. Cái này nó đang mua, cái này là trà mật ong. Ở dưới này cũng nhiều loại lắm bà con, có bán nè trà cinnamon, trà trái cây, đủ loại á, đang sale nửa giá, nhiều lắm, nó tới mấy trăm loại trà lận bà con, nó rất là nhiều loại trà nha. Cái này là khu này bán sữa đó bà con, sữa mà ta đóng hộp ta để ở ngoài chứ không cần để tủ lạnh nha, chừng nào mình khui nó ra mình mới để vô tủ lạnh đó. Còn bên đây thì cũng chót kịch lịch, kẹo gì tùm lum hết bà con ơi, nhiều lắm, nó tới nó lớn lắm, nó tới mấy chục cái đường lai để mình đi lận, cho nên Lan không thể nào mà đi hết được hết á. Bây giờ Lan đi lại kiếm mua hũ nước cúc dừa. Đây là bán nước cúc dừa nha, cái loại này nè ăn nó không có bị hôi bà con, không bị hôi dầu, có 1 đồng 6 một lon thôi, Lan mua một hũ nha. Rồi nguyên cái dãy này nè bà con là bán đồ của người Á Châu mình đó, nước tương xì dầu, nước tương của Hàn Quốc đồ đủ hết á, Lan đi dài tới. Còn cái dãy này là người ta bán thịt hem nha bà con, hem mà người ta để trong hộp, còn hồi nãy đằng kia là hem mà người ta để tươi ở ngoài đó. Lan kiếm mua hem về cho anh Liêm, anh có đi làm không ăn. Còn dài tới đây là người ta bán đậu, bán đồ ăn, hình như cái gì cũng có bà con ơi, nhiều lắm đó. Bây giờ lại Lan lựa hem, Lan mua một hộp hem bò nha, hem bò này ăn nó thơm ngon lắm bà con, hộp này nè đó. Rồi Lan lựa 2 hộp hem heo nha, hem heo này ăn cũng ngon lắm bà con, Lan lấy 2 hộp nha. Wow, Lan đẩy xe đi ngược ra gặp măng, nó bán tươi quá bà con ơi, bán kilo, kilo có 8 đồng thôi. Để mình lựa một mớ nha, Lan tắt máy. Qua cái khu này bán bánh phen khay nha bà con, người ta làm sẵn một bọc chỉ có 2 đồng khỏi mắc công mình làm nha, Lan mua một bọc. Lan mua xong rồi bà con, bây giờ mình đẩy ra cái máy tự tính tiền á, mình tự trả. Bây giờ Lan đẩy vô cái đường lai nó nha, thôi mình đặng mình trả tiền ơn khỏi mắc công có nhân viên. Bây giờ Lan trả tiền trái bơm, trái táo nha bà con. Nãy Lan mua cái này là phiên lady nè, thì mình phải bấm ngay cái tên người ta nó mới nhảy lên cái bơm đó, tên là phiên lady đó. Trả tiền xong thì mình mới bỏ qua một bên. Rồi bây giờ bắt đầu Lan để lên 2 trái xoài, thì mình cũng phải biết chữ trái xoài là nó kêu bản gì, là mango thì chữ M, mình kiếm chữ M mình bấm lên, rồi nó sẽ hỏi mình mua mấy trái đó, thì mình coi mình mua cái loại xoài nào, nó bấm lên 2 trái thì ok, bắt đầu nó nhảy tiền lên thì mình mới bỏ qua, gặp không biết tiếng Anh đường biết đường đâu mà làm. Rồi bây giờ tới trái bơ thì người ta sẽ hỏi mình mua cái chữ trái bơ tên gì, chữ A nè, apatato nè đó, rồi ta hỏi mình mua mấy trái thì mình giờ bấm vô mua 3 trái, nó 3 trái rồi ok thì bắt đầu nó tự động nó tính tiền ra cho mình. Đó, rồi bây giờ bắt đầu tới cái khác. Rồi bây giờ tới cái này là măng tây nha bà con, thì Lan kiếm chữ măng tây. Đó, mình bấm vô, chữ măng tây là chữ A đầu nè, đó. Đó, bây giờ măng tây nó có bán bó, nó có bán kilo, Lan chọt vô chỗ kilo nha. Tại mình mua kilo thì mình phải để cho ta kilo. Cái này có 2 đồng mấy thôi, kilo 8 đồng. Đúng rồi, để qua. Bây giờ Lan bỏ thẻ vô tính điểm nha bà con, lâu lâu nó cho mình điểm á, nó cũng cho tiền, nó cho quà. Rồi nó hỏi mình là trả thẻ hay là trả tiền mặt, mà Lan đang đi vô cái chỗ này là trả bằng thẻ băng nha. Đó nên Lan trả thẻ băng. Ở mép ngoài siêu thị nó có bán bông nha bà con, bán rất nhiều loại bông nha. Đủ hết á, nó bán bông lan nè. Lan này, lan hồ điệp nó bán 35 đồng một chậu. Mã này từ trên Queensland đổ đem về đây nên khó trồng lắm bà con ơi. Về đây nó tươi thời gian nó cũng chết à. Ở đây nó bán hoa hồng nè, mà mấy cái loại này thì cũng không có quý gì mấy, loại bình thường thôi.
nên nó bán có 25 đồng bụi à. Còn ở đây lan hồ điệp loại nhỏ thì 25 đồng một chậu nha bà con. Đó, ở mép ngoài này nó cũng bán bông nhiều lắm nè. Rồi lan đi qua mép bên đây, đặng lan khử trùng cái tay đặng mình đi về nha bà con. Đó, ở chỗ này ta để đồ khử trùng đó. Mình khử trùng rồi mình đi về. Đây, cái này là cái xúc xích, cái cọng nhỏ này mình luộc ăn ngon lắm bà con. Nó cũng đã chín rồi, mình ăn không cũng được nữa. Còn nếu ấy mình quay á, quay trong mai quay á, chút xíu nó chảy cái chi ở trong chánh giữa, có cái chi á, khô mai ở trong chánh giữa. Còn này hai cọng xúc xích này cũng có khô mai luôn. Còn cái này nó kêu là hot salami, giống như là thịt thịt đun khói mà cay nha bà con, rất là cay. Còn cái này nó kêu là steak, là cũng như cái cọng dài dài vậy nè. Nó cũng là vị cay mà như mấy cái này đã chín hết rồi, mình ăn luôn không có cần mà mình làm nó nóng hay gì hết á. Ăn chơi uống rượu đỏ, cái này cũng vị. Cái này thì mực người ta ngâm giấm nha bà con, ngon lắm. Bạch tuộc, cái con bạch tuộc nhỏ, con bạch tuộc con người ta ngâm giấm đó. Rồi này bơm đồ Lan mua để đi ăn. Cái này đi hết 100 lẻ mấy đồng nè bà con, 104 đồng, gần 104 đồng. Thôi tới đây Lan xin kết thúc phim nha. Bà con yêu thích Lan nhớ đăng ký ủng hộ dùm. Cuộc sống hàng ngày ở Úc, mới sáng sớm 7 giờ đi chợ rồi bà con. Xin chào cả nhà, bye bye bà con. Chúc bà con ngày mới vui vẻ, khỏe mạnh nha. Xin chào, bye bye.